Kể từ sau khi công khai hẹn hò Phương Lê và xảy ra mâu thuẫn với con gái Vũ Linh là Hồng Loan, Vũ Luân nhận không ít ý kiến trái chiều. Loạt lùm xùm kiện tụng trong quá khứ của nam nghệ sĩ cũng bị đào lại. Mượn nợ nữ đại gia, bị kiện đòi tiền. Năm 2009, báo Pháp Luật đưa tin Vũ Luân qua Mỹ vay của một nữ đại gia tên Thủy khoảng 75.000 đô la Mỹ và đã trả được 12.000 đô la Mỹ. Bà Thủy khởi kiện đòi số còn lại và các khoản chi phí phát sinh tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xử sơ thẩm, tòa cho rằng các bên giao dịch bằng tiền đô la Mỹ là vô hiệu nên buộc các bên phải khôi phục tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Sau đó, bà Thủy kháng cáo vì theo bà, pháp luật Việt Nam chỉ buộc các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam phải dùng tiền đồng Việt Nam, còn các giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam thì không buộc và cũng không thể buộc phải sử dụng đồng tiền này. Vì thế, giao dịch giữa hai bên là hoàn toàn hợp pháp. Trước đó, Vũ Luân cho biết bà Thủy hỗ trợ tiền để anh sản xuất kinh doanh băng đĩa. Tuy nhiên, tình hình làm ăn không thuận lợi, bà Thủy lại buộc anh phải trả số tiền quá lớn một lần trước thời hạn. Theo Vũ Luân, thời hạn trả nợ là năm 2010, lại tính lãi nên anh không có khả năng chi trả như yêu cầu. Vũ Luân xin nhận tất cả trách nhiệm, mong phía chủ nợ thực hiện đúng như giao dịch và anh sẽ bán nhà để thanh toán nợ trong thời gian sớm nhất. Về chuyện này, luật sư của bà Thủy lại cho biết các bên đã thỏa thuận rất rõ trong hợp đồng thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả nợ là ngày 24 tháng 3 năm 2007. Còn thời hạn năm 2010 mà Vũ Luân đề cập là thời hạn đi kèm với thỏa thuận cho bà Thủy đứng tên sở hữu căn nhà của Vũ Luân. Do bà Thủy là người nước ngoài, không đủ điều kiện sở hữu nhà trong nước nên thỏa thuận trên vô hiệu, từ đó không thể căn cứ vào thời điểm năm 2010 để cho rằng thời hạn trả nợ của Vũ Luân chưa đến. Bị kiện 20 tỷ. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, giữa Nguyễn Tâm và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quảng cáo Kiến Vàng, do ông Trần Minh Trọng, Minh Bo, làm giám đốc, ký với nhau hợp đồng sản xuất phim Nơi Nào Cho Tình Yêu. Tiếp theo, ca sĩ Nguyễn Tâm đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả, được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 8607/2020/QTG ngày 18 tháng 11 năm 2020. Sau đó, ca sĩ Nguyễn Tâm được một người bạn báo tin phim đang được một đơn vị chuẩn bị phát hành trên YouTube. Tôi gọi điện thoại cho đạo diễn hình ảnh Minh Bo mới biết công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Luân Entertainment bằng cách nào đó đã lấy cái phim chưa hoàn chỉnh khi đạo diễn hình ảnh Minh Bo đưa cho bên công ty lồng tiếng. Vì công ty Kiến Vàng phải hợp tác với công ty lồng tiếng để hoàn thành bộ phim, Nguyễn Tâm nêu trong đơn. Khi phát hiện sự việc, Nguyễn Tâm gửi email cũng như liên lạc yêu cầu tháo gỡ trailer phim, đồng thời công bố rằng đơn vị nào muốn công chiếu phim này phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản của mình. Theo ông Nguyễn Tâm, công ty của nghệ sĩ Vũ Luân đã tiếp tục sử dụng tư liệu phim với tên gọi Hạnh Phúc Xa Bay, thay đổi tên tác giả và đạo diễn, chỉ giữ lại nội dung và tự ý phát hành trên YouTube, Facebook dù chưa được sự chấp thuận. Ông Nguyễn Tâm cho rằng hành vi của phía công ty nghệ sĩ Vũ Luân xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của mình. Còn phía công ty Kiến Vàng đã không bảo vệ thông tin mật như cam kết trong hợp đồng, làm nội dung phim Nơi Nào Cho Tình Yêu bị tiết lộ cho bên thứ ba. Trong đơn, Nguyễn Tâm buộc phía bị đơn liên đới chịu trách nhiệm bồi thường 20 tỷ đồng. Trong khi đó, Vũ Luân khẳng định kịch bản phim này do anh sáng tác, độc quyền. Anh cũng trực tiếp liên hệ, làm việc, ký hợp đồng với diễn viên. Theo Vũ Luân, công ty của anh hợp tác với công ty Kiến Vàng để quay phim, sản xuất theo ý tưởng của anh. Tiền thù lao anh chuyển bằng tài khoản cá nhân cho phía đơn vị này. Mọi bằng chứng chứng minh sự việc anh đều lưu giữ lại và anh tin vào sự công minh của pháp luật.